là xào me là bá cháy rồi. Cái con này nè, cái vụt nó nhỏ, nhỏ vậy. Một con này có 35 à, con này mới mua con này. Không có ngon không? Không ngon đúng không? Gạt như hết không? Ừ. Bà nói như nó nhiều hết vậy. Nhiều. Nó cổ chậm chả ngon. Nước, giữ thần luôn. Không có chế nước rồi vậy hả? Cười mặt cười nhìn qua cho thấy mặt rồi chứ. Chấp mà, đưa là có cười mà cười xấu mà cố luôn. Thấy thấy nó nói là nó út về nó mơ rồi nó nói rủ nó mút mời mút lại ăn sùng lại ăn lại sùng viên mình rủ lại thôi nó nói hôm mai anh có ấy cho mình gửi hai trái sùng viên cho chú mút anh có đi ăn ghé lấy giùm em. Cái này cũng dự tính rồi. Cái này cũng nhận nha, tao nói à, tao nói dữ à. Ờ, mời mấy thằng ghé luôn nhé, đem cây ghé luôn. Nó uống cà phê, hay là kia đi, kia kia, kia nó gửi, bỏ đó, chờ làm chị gửi, chị gửi. Nó không thiếu mấy dữ chứ, sao nó gửi? Ừ. Để thiếu mốt chứ. Nếu không có quen đó là đồ đã tùm lum mất công lắm chứ mình tội luôn. Ủa? Hồi nãy quay phim hả? Ừ. Trời ơi. Quay này giỡn cho ta coi cái này là ảo ảnh lạ đó. Tôi làm trời ơi. Hồi tao làm tao méo cái tao tưởng thôi chưa có chụp. Quay phim. Bức hồng đó, bức đây, hội chánh của Việt Nam đây, đầu bếp Việt Nam. Đây còn không có tuổi. Kêu em Hằng với lại em Hưng á. Em Nga nữa. Tao bốt về đây. Chị Dung là nấu cho tụi em thưởng thức. Một lần người chạy tét luôn, không bao giờ dám quay lại Việt Nam. Vì mấy món. Một lần người chạy bỏ dép luôn à. Ừ, vì mấy món ăn của chị Dung quá khó ăn.